Dạ. Các bác cứ ngồi tận giường cho em nhé. Cửa đóng vào, mở. Các bác cứ ngồi tận giường, em ship tận nhà cho, tận giường cho các bác luôn. Thì báo cáo các bác hôm nay em giới thiệu đến các bác combo một bộ bộ 3 cáp, 3 cáp sạc điện thoại cho các bác. Bác chú ý nhá. Combo 3 cáp sạc điện thoại của bác đây. Trên giá thì nói tóm lại toàn 200-300 nghìn một bộ thôi. 200-300 nghìn một bộ. Báo cáo các bác thế. Và những cái bộ sạc thì bây giờ sạc ở trên thị trường, cái dây sạc nó rất là nhiều loại. Nhưng để được cái dây sạc nó như thế này. Và các bác ạ, đây này, bác phải đọc luôn là cái tín hiệu sạc của nó là 5V và nó được tận 2.4A cơ. Đấy. Các bác nhìn này, và nó có chiều dài 20-25 cm và 1m và đến 2m, được chưa? 2m. Đấy. 2m. Thì báo cáo các bác đây. Như thế này, những con như này. Đây nó có chiều dài có con 25 này. Con này là cả dùng cho các bác tiện nhất là ở đâu ạ? Tiện nhất cho các bác dùng cắm ở trên sạc ở cái hốc xe ô tô của mình. Bởi vì các bác dùng một cái dây 2m như này thì nó thừa quá nhiều đúng không ạ? Dây 2m như này, đây. Có chân sạc của iPhone này. Một combo 3 như thế này để cho bác 130.000. Combo như thế này để cho bác 130.000 ạ. Báo cáo bác là dây xịn luôn đấy ạ. Bác nhìn một đi Hà Nội em nhé. Nhiều bác hàng xịn cho các bác luôn ạ. Đấy. Bác nhìn thấy này. Bác nhìn thấy ở trên họ dám ghi một đổi một trong vòng 12 tháng thì bác biết là chất lượng dây nó như thế nào rồi. Một đổi một trong vòng 12 tháng bác nhìn thấy chưa? Nên là em Tuấn bán như này em nói luôn thế thì các bác biết rằng là cái thương hiệu hãng của nó thì không không phải là làm vớ vẩn hay loại vớ vẩn gì cả. Ở đây gồm có 3 loại dây. Có nghĩa là tóm lại là các bác có điện thoại nào cũng dùng được. Có nghĩa là loại dây tay cổng tai si này, đây là chân tai si này, được chưa? Ở đây là dùng chân cho iPhone này. Đây là dùng chân cho, đây có em thì không biết đọc tên nó là dây, dây là dây phổ thông nhất. Dùng cho tất cả các loại điện thoại và một số thiết bị sạc trong gia đình nhà bác. Ví dụ như sạc máy phun xương, máy phun xương rồi là sạc cho remote rồi sạc cho tất cả các loại thì là dây này là dùng nhiều nhất đúng không ạ? Dây này dùng nhiều nhất. Combo của nó một bộ có chiều dài như nhau tất và dây dài nhất là 2m. Đây, một dây dài nhất là hai dây này 2m và một dây 1m và một dây là 25 cm. Cái dây 25 cm là rất tiện cho các bác là cắm trên xe ô tô. Trên xe ô tô. Trên xe ô tô các bác cắm ở cái chỗ gần cần số ấy. Bởi vì đa số các bác đặt đấy, nếu mà dài có lòng ngoằng nên chỉ cần 25-30 cm là quá tuyệt vời. Còn cái 2m thì bác cắm cổng sau, cổng trước, đấy là tùy, hay cắm ở phòng ngủ, ở giường, ở đầu giường các bác dướn ra bên giường các bác rất là tiện. Thì đấy. Đây phải nói là những bộ dây báo cáo các bác là nhà sản xuất người ta đã dám dập trên này, họ ghi là một đổi một trong vòng 12 tháng, cũng trong vòng 1 năm thì bác phải biết là độ bền nó như thế nào rồi ạ. Người ta dám khẳng định là một đổi một trong 1 năm thì không có lý do gì mà các bác mua có 130.000 ba sợi dây nhá, ba sợi luôn. Ôi trời, các bác dùng vĩnh viễn cho em đi. Bây giờ các bác cứ ra quán ấy, bây giờ bác ra quán tại cái tiệm gần cửa hàng nhà bác nhất, bác mua hộ em xem. Ví dụ cái dây ngắn như này bác mua đều đều em khẳng định bác phải có 570.000. Nhưng mà bác phải nhớ là phải được dây như này nhé. Còn nếu mà không được dây như này, mà nếu không được tốc độ truyền như thế này, không độ truyền như này mà sạc điện thoại nó hay chập chờn, mà tốc độ truyền lượng pin để sang để sạc nó chậm, không được nhé. Phải dây như này. Còn dây rẻ hơn cũng có ạ, 20-30 nghìn cũng có ạ, nhưng chối tỷ lắm các ơi. Cái gì nó có giá. Và hai nữa nó hay bị gãy những cái đầu này, hay bị gãy những cái đầu này, hay bị chập chờn những cái điểm này. Còn dây thì tiền là của đấy thôi, cái gì nó có giá của nó bác nhé. Thương hiệu nổi tiếng của nó đây rồi. 130.000 một bộ. Bác nào thích lấy bộ nào cũng được. Ví dụ như nhà bác có sạc iPhone, hoặc nhà bác có chân sạc tai si, hoặc là nhà bác, em gọi chân sạc này là chân sạc phổ thông nhé. iPhone, tai si và chân sạc phổ thông. Một combo 3 bộ này giá 130.000. 130.000 các bác ạ. 130.000 thôi nhé. Quá tuyệt vời cho bác. Bác mua 1 được 3. Bây giờ các bác đi ra mua cái dây 2m này, các bác không có 150-180 nghìn em đi đầu đất mà chưa chắc đã được loại dây xịn này. Chưa chắc được loại dây xịn này. Đấy, chưa tính nói là còn một cái dây 1m này, còn một cái dây 25 cm nữa. Đấy, mà đây có 130 các bác được cả 3 thứ. Bởi vì là bây giờ cái dây, cái phụ kiện này bán ở trên thị trường thì rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng là cái sạc truyền dữ liệu cho các bác, cái tốc độ truyền như thế nào, họ có cam kết được như thế hay không. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Nhiều bác tham rẻ, tôi mua cái dây 20-30 nghìn
mấy hôm về cắm cứ giật giật hoặc nó chập chờn. Nhiều bác là cắm đi cắm lại nhiều quá tức bắt đầu lắc lắc, thế là thôi hỏng mất cái chân điện thoại, cuối cùng dây hỏng lắc hỏng chân điện thoại nữa, thế là cuối cùng hỏng cả điện thoại, đi sạc chết tiền. Đừng ham rẻ quá bác nhé, cái gì có giá. 130.000 một bộ, một bộ gồm có 3 dây nhé, 3 dây liền, một dây dài 2 mét, một dây dài 1 mét và một dây dài bao nhiêu nhỉ, một dây dài 25 cm. Còn bây giờ bác nào thích chơi cái kiểu này được, ví dụ như các bác mua riêng cái này thì bác bảo em riêng. Đấy, bác mua riêng cái này thì bác bảo em riêng cũng riêng được, nhưng mà riêng nó tách ra nó không bán, nó rất là bất tiện cho nhiều bác ấy, nó loạn đấy bác ạ. Bởi vì là cái giá thành báo cáo các bác là các bác ấy bớt một bữa chè sữa đi thôi, các bác thoải mái dùng trong gia đình này, vợ dùng, con dùng, xe ô tô cũng được dùng nhé. Em chào các bác.